gọi là một cái dòng Piranha có một màu sắc rất là đẹp. Trong điều kiện hồ quá nhỏ thì bạn này vẫn có thể phát triển lên tới mức tối đa được. À, trắng trắng đó là răng đó, đó hả? Răng, dạ. Ồ. Răng của con Baku là rất giống răng người, nghĩa là răng nó gần như bằng nhau luôn. Nếu như ngoài tự nhiên thì nó là hung hăng. Nó vẫn là một dòng hung hăng. Cơ chế sống riêng rồi, bạn nào vô là cự liền. Dạ. Nó sẽ rỉ nhau, cắn nhau, dẫn đến việc là đuôi và kỳ nó sẽ bị lỗi. Ăn thịt lẫn nhau. Nếu như mà một con trong bầy đàn nó bị bệnh hoặc là bị yếu gì đó, nó sẽ giết con đó luôn. Sẽ luôn luôn có tình trạng là tông kính. Nó sẽ tự làm bản thân nó chấn thương nặng. Tông cái là đổ máu. Dạ. Piranha này là nó ăn cả xương luôn nha. Nó không có bỏ bất cứ một cái gì hết. Piranha thì không thể nào bỏ bịch được. Nó cắn lủng bịch luôn. Dạ đúng rồi, cắn lủng bịch luôn. Hello, mình là Nam Ngô. Còn mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, mình vẫn đang ở nhà của bạn Quốc. Và sẽ được nghe Quốc tiếp tục chia sẻ về cái dòng cá Piranha. Nhưng mà cái clip này là một dòng Piranha khác, không có giống cái bạn Piranha nhỏ kia. Mà mấy này sẽ bự hơn gấp khoảng 10 lần. Dạ. Đó. Ok, mình xin mời mọi người. Ok, anh em cho xin like nha anh em ơi. Okay, anh em trên phiên live stream cho xin cái like nha. Rồi. Cho xin like, share rồi nhiệt tình để anh em chia sẻ. Mỗi lần mà anh em thấy là sáng giờ anh em tụi mình làm việc, clip này là clip thứ 3. Thì clip nào cũng nói chuyện cho tới 4-50 phút, cả tiếng đồng hồ luôn. Rất là khô cổ khát nước, cho nên là anh em cho chút động lực nha. Cho xin like, share để mà anh em có thể tiếp tục. Và xong cái clip này vẫn còn một cái, còn có 2 lần live stream nữa. À, anh em tụi mình làm việc rất là nhiệt tình, cho nên anh em bấm like nhiệt tình nha. Rồi, ok. Ok. Rồi, ok. Thì giới thiệu với anh Nam cùng với mọi người. Thì lúc nãy mình cũng có giới thiệu ở bên kia là một dòng Piranha. Họ Sarah Somers là một dòng Piranha nuôi solo. Thì qua bên đây là một bé mà phải nói là hết sức là thú vị. Và đặc biệt là đây là một cái bạn Piranha, một dòng Piranha được người chơi săn đón rất rất là nhiều luôn. Và nó cũng là một gọi là một cái dòng Piranha có một màu sắc rất là đẹp. Đó là Piranha Bigocentrus, là một dòng Piranha nuôi bầy. Và bé này là Bigocentrus Piraya. Tên tiếng Việt và cũng như là tên thông thường là Yellow Belly Piranha, hay là Piranha bụng vàng. Thì đặc điểm sao thì tên như vậy đó. Thì các bạn có thấy là ở khoảng dưới bụng và cũng như cái vây hậu môn phía sau là sẽ là một màu vàng rất là đẹp. Đúng rồi, ống ánh luôn. Dạ, vàng như vàng 4 số 9 luôn á. Dạ đúng rồi. Cái này là max size chưa ta? Dạ chưa anh. Kích thước max size của dòng này có thể lên từ 60 đến 65 cm. Wow, bự dữ. Dạ. Và trong điều kiện hồ nuôi không đạt, nghĩa là không đạt kích thước, nghĩa là cái hồ quá nhỏ, thì bạn này vẫn có thể phát triển lên tới mức tối đa được. Nghĩa là nó vẫn phát triển, nghĩa là mình cứ cho nó một cái hồ lớn hơn, nó sẽ phát triển chứ nó không có bị một cái tình trạng gọi là ức chế sinh trưởng ha. Thì nhiều con á, mình nuôi chuồng nhỏ nó không lớn nổi luôn. Dạ đúng rồi. Hồ bé này lanh quá các bạn, bé này nó lanh quá đẹp luôn á. Dạ. Không, thực ra là bạn này thì nó hơi gì á anh. Nó đang sợ à? Dạ nó đang sợ đó chứ không. Nghĩa là nó sẽ bơi như vậy là cũng được, nhưng mà nếu như là nó bơi liên tục như vậy là nó đang stress. Dạ. Nhưng mà dù sao nó lanh hơn con kia nãy nó đứng yên không à. Dạ đúng rồi. Tưởng nó chào cờ không. Đâu có ai bắt nó đứng cột cờ đâu. Dạ. Hello. 300 anh em. Hello 300 anh em đang xem livestream nha. Đây là dòng cá Piranha bụng vàng. Hả? Belly bụng vàng, đúng không? Này như con này thấy răng đó nè. Dạ đúng rồi. À, và sẵn tiện đây cũng giới thiệu với mọi người luôn, thì lúc nãy có một có bạn nói là hỏi là Piranha rụng răng và bỏ ăn như thế nào. Thì đây anh Nam có thể nhìn kỹ ở dưới sàn, anh Nam thấy mấy con trắng trắng không? Trắng trắng đó là răng đó, đó hả? Răng, dạ. Ồ. Đó, hôm nay hên là em vừa mới phát hiện luôn, đó là răng đó. Răng luôn ha. Răng nó vẻ mảnh nè, bén nè. Dạ. Bén mảnh. Nó sẽ rụng như vậy và nó sẽ mọc lại răng mới, giống dạng như là cá sấu với cá mập vậy. Nghĩa là tụi nó sẽ thay răng trong cái quãng đời tụi nó phát triển luôn. Đẹp ha. Dạ. Nhưng mà cá này cá bầy đàn rồi, em nuôi solo thì nó có bị buồn không? À, nó sẽ có một cái vấn đề như thế này. Có một số bạn khi newbie á, khi mà bắt đầu vô cái môn Piranha á, thì các bạn sẽ hỏi là Piranha nuôi bầy đàn thì nuôi solo được không, và Piranha nuôi solo thì có thể nuôi bầy đàn được không. Thì em sẽ trả lời hai phần nó như sau. Thì đối với Piranha nuôi bầy đàn khi mà nuôi solo vẫn được,
Nghĩa là anh chỉ nghĩa là nuôi bầy đàn nó sẽ bảo vệ lẫn nhau tốt hơn và nó sẽ có thể chia sẻ thức ăn. Tuy nhiên cái nhược điểm của việc nuôi bầy đàn đó là cái con cá của anh nó sẽ không phát triển đầy đủ được, nghĩa là hoàn hảo được những cái vai kỳ. Tụi nó sẽ rỉ nhau, cắn nhau, dẫn đến việc là đuôi và kỳ nó sẽ bị lỗi. Và lâu lâu thì nó cũng có thể gọi là ăn thịt lẫn nhau. Nếu như mà một con trong bầy đàn nó bị bệnh hoặc là bị yếu gì đó, nó sẽ giết con đó luôn. Đối với lại piranha nuôi solo mà khi nuôi bầy đàn là hoàn toàn không được, bởi vì cái bản tính của tụi nó là không thể nào nuôi bầy đàn. Và ngay cả khi nuôi cặp cũng đã không được thì nuôi bầy đàn là điều không nên. Đúng rồi. Gần như là nên bác bỏ luôn. Tuy nhiên thì hiện nay có một số người cũng đang thử gọi là sở hữu một những cái hồ to khủng, thì họ có để những cái dòng solo chung với những dòng bầy đàn này luôn. Thì hiện tại là vẫn thành công. Tuy nhiên thì không nên, nói chung theo như bạn kinh nghiệm cá nhân em và cũng như được nhiều người ngay cả keeper Việt Nam, keeper nước ngoài họ chia sẻ là tốt nhất không nên. Tại vì cái tập tính sống của nó là như vậy rồi. Dạ đúng rồi. Mình không thể ép nó được. Nghĩa đúng là mình đang cố, nghĩa là những cái gì mà lúc nãy giờ anh em mình đang đi ngược với tự nhiên á là điều không nên, chứ không đúng phải rồi. Là không được, đúng nghĩa rồi. Là nó vẫn được. Cái gì cũng nên thuận theo tự nhiên hết ha. À đúng rồi, hình như Sarah Somers hình như cũng có một dòng là có thể nuôi bầy đàn được, đó là cái con Jersey. Jersey thì cái con đó là em thấy người nước ngoài họ cũng chơi bầy đàn được, nhưng mà họ nói là nếu như mà muốn bầy đàn phải bầy đàn từ nhỏ, nếu như mà chơi size to mà ghép chung á thì nó sẽ không chịu. Coi như cho sống từ nhỏ đến lớn thì nó thành một cái cặp của nó luôn, cộng đồng nó luôn. Dạ đúng rồi. Cá này cái hàm dưới nó đưa ra nhiều hơn hàm trên ha. Dạ đúng rồi. Cho nên đó cũng là một cái cách để phân biệt giữa con piranha và con bacu. Con bacu thì cái môi trên với môi dưới của nó là gần như bằng nhau. Còn con piranha là cái môi dưới của nó sẽ khá là bè ra bên ngoài. Nó bè ra cái mặt nó nhìn sẽ gấu hơn. Và một điểm nữa là bộ răng của con bacu là rất giống răng người, nghĩa là răng nó gần như bằng nhau luôn. Còn piranha là răng nó sẽ hình tam giác. À đúng rồi, có coi trên mạng có nhiều con có hàm răng y như con người luôn. Dạ đúng rồi, là bacu bự luôn. Dạ đúng rồi, là bacu, dạ, là răng. Nó bacu á. Dạ. Hay ha. Trong tất cả những cái dòng piranha người ta có phân biệt là con này nó cái nết nó sẽ hung hơn con kia, dòng kia. Piranha thì bản chất là nếu như ngoài tự nhiên thì nó là hung hăng. Nó vẫn là một dòng hung hăng. Tuy nhiên đối với con người á thì nó sẽ là một dòng khá là nhút nhát. Bởi vì bản tính của tụi nó là nghĩa là tụi nó sẽ sợ những cái sinh vật mà có kích thước to hơn. Nói chung đó là một cái reaction, giống như một cái phản ứng của những anh thấy loại. Tất cả các loài kể cả con người đều có xu hướng sợ những thứ to hơn mình. Dạ đúng rồi. Nó chứ không phải riêng con cá này nữa. Dạ đúng rồi. Và cái dòng cá này nuôi bầy đàn nó sẽ, nói chung là nuôi bầy đàn thì như nãy em nói nó khá là không ok lắm, bởi vì nó cần một cái hồ phải thật sự rất là lớn. Ít nhất là phải là nếu như mà anh nuôi số lượng cỡ 3 con đi thì cái hồ của anh phải là từ 1m6 đến 1m8 hoặc là 2m. Cần luôn. Không gian rộng. Dạ đúng rồi. Tụi nó phải, tại vì tụi nó cần phải có không gian nữa để tụi nó bơi, với lại kích thước của nó cũng rất là to chứ không phải nhỏ. Hello mấy anh em đang xem livestream nha. Mọi người có câu hỏi gì cần tìm hiểu về cái dòng Yellow Belly này thì có thể comment bên dưới nha. Thì mình sẽ nhờ Quốc chia sẻ với anh em, cũng như anh em nào mà đang trải nghiệm cái dòng piranha này á, và anh em có thể cho mình xin thêm nhiều kiến thức. Nếu như anh em có chơi và có trải nghiệm thì cho mình thêm kiến thức qua lại với nhau nha. Thì chúng ta đang cái trên tinh thần là đi tìm hiểu và học hỏi và chia sẻ thôi ha. Cho nhà em cũng có một con mà sao nó tông kính quá. Thực ra Bigocentrus được nhiều người keeper chia sẻ lại là nó rất là nhát so với Serasomus lúc nãy anh thấy nó ù lì. Thì nó sẽ không có động thái tông kính, nhưng mà Bigo nó sẽ luôn luôn có tình trạng là tông kính. Thì nếu như mà cái hồ á thì bạn cố gắng che giùm mình là hai bên. Tại vì nếu như mà cái hồ của anh gọi là không dán phong nền á, mà phía sau không dán mà hai bên đã không dán, thì cái hình ảnh của mình á nó sẽ phản chiếu qua hai bên đây. Nghĩa là nó luôn thấy, nó bơi cỡ nào nó cũng thấy mình sẵn luôn, nó sẵn luôn là nó sẽ tông. Con của em đợt mới về cũng tông á. Mà giờ em dán hai bên là nó sẽ đỡ thôi. Nhưng mà tông thì nó sẽ gây ra những cái chấn thương nguy hiểm không? Nó sẽ tự làm bản thân nó chấn thương nặng. Ví dụ như trong hồ của anh vẫn không set up những cái đồ gây cản trở cho nó tông, thì nó chỉ tông vô kính thôi. Nó tông vô kính thì nó sẽ lành rất là nhanh. Còn ví dụ như mà anh có một cái luồng như thế này, nó tông mà chính cái chuồng, nhiều khi rách da rách đồ cũng sẽ. Nhưng mà nói chung là những cái chấn thương của nó sẽ lành khá là nhanh. Nên cũng không cần phải
quá lo lắng. Con này tông không có gì đáng lo, con Igu tông nó ghê, tông cái là đổ máu. À còn một điều đặc biệt nữa trong cái vấn đề nuôi bầy của dòng Beagle-Centrus này, đó là bốn dòng Beagle-Centrus đều có thể nuôi chung được với nhau. Nghĩa là không phải là cứ nghĩa là dòng Piraya này chỉ được nuôi với Piraya, đó là điều không đúng. Anh có thể nuôi chung con này với lại Red Belly, Kariba hay là Tennessee đều được hết. Chứ không, nếu là những cái dòng mà nuôi bầy đàn á, những cái dòng bầy đàn là chúng ta có thể nhiều dòng với nhau, ở lại nhau được luôn. Nó là bầy đàn chung với nhau được luôn. Còn nhiều là cơ chế của nó chấp nhận cho sống chung thì ai vô chung cũng được. Mà đã xác cơ chế sống riêng rồi, bằng nào vô là cự liền. Hay ha. Thì trong cái bốn cái dòng Beagle-Centrus này á, thì ở cái cộng đồng của Việt Nam á, sẽ phân thành cấp độ, nghĩa là dựa trên độ hiếm và cũng như là giá thành của bốn dòng Beagle-Centrus này. Thì con mà gọi là như nãy em có nói, thì cái con mà dành cho newbie cũng là cái con mà hướng cho anh em bắt đầu nhập môn vào bộ môn BNHA, đó là con Red Belly, con BNHA bụng đỏ. Con thứ hai đó là con, nghĩa là em đang tính từ dưới lên nha. Thì con thứ hai là con Kariba. Con Kariba nó cũng có màu đỏ như con Red Belly, tuy nhiên nó khác một điểm ở chỗ là con Kariba khi mà lớn á, cái bụng của nó sẽ không còn màu đỏ mà nó chỉ còn ở cái vây hai cái tay bơi và ở dưới cái vây hậu môn thôi. Chỉ có màu đỏ, còn lại là nó sẽ không, cái dưới bụng nó không có màu đỏ. Nó là màu trắng. Hạng thứ ba đó là con Piraya này, con Piraya bụng vàng. Thì cái con này thì thực ra là hiện tại anh em cũng đã sở, cũng nhiều anh em sở hữu rồi, chứ trước đây nó cũng khá là hiếm á. Nghĩa là hàng tự nhiên cũng không dễ bắt, với lại hàng mà gọi là size baby á thì cũng khó mà có được những cái con mà phẩm cao. Con của em tính ra là cũng, nếu như mà nói thì màu cũng sẽ khá là đẹp á. Con của em anh thấy là màu khá đẹp mà hình như cũng không có lỗi lầm gì hết. Dạ đúng rồi, tại vì cái con này là cá nuôi chứ không phải là cá bắt tự nhiên, em nhớ là như vậy. Con này đã được sinh sản trong nhân tạo rồi? À không, con này là nuôi từ nhỏ lên á. Nuôi từ nhỏ. Dạ. Chứ cái nghĩa là lúc nãy em có nói là tất cả các dòng Piranha hiện nay đều chưa được sinh sản. Trừ một dòng, đó là dòng Piranha bụng đỏ. Dạ. Là đã được sinh sản trong hộ kính rồi, cho nên giá thành nó đã hạ xuống. Hôm bữa em qua anh Long thì anh Long cũng đang dự tính cũng sinh sản thêm một dòng đứng thứ hai, là dòng Kariba, thì ảnh cũng đang ghép. Nói chung cũng mong là sẽ thành công. Mong muốn là thành công. Sướng nó chơi mà thử nghiệm mấy đó sướng. Dạ. Mấy hello mấy anh em đang xem livestream nha. Bao nhiêu anh em đang xem ạ? 200 người anh. Ok. Ok ok, trả lời anh em nè, tương tác chút xíu với lại anh em nha. Ta thả tay vô đi. Nữa thả hoài. Ok anh em. Nhiều khi nó có những cái gọi là tiêu chuẩn cộng đồng á, thì biết là anh em nói chuyện vui thôi, là thả tay vô để này nọ, thì mình nói thật nhiều khi mình cũng vui, ham vui lắm, mình muốn làm thử, nhưng mà mới biết cái tác hại là gì. Nhiều khi nó quét lại nó đánh giá mình là gây nguy hại gì đó, cho nên là thôi hạn chế cái vụ này ha. Ok anh em. Rồi giờ anh em có câu hỏi gì nữa? Quan tăng kêu like mệt quá, giờ like 6.500 luôn mà. Lại là 6.500. Với lại cái con này á, mà anh Nam mà học tay vô thì nó sẽ bắt đầu tông nha. Nó vẫn tông, tại vì nó cái sợ tính của nó là vậy. Nó kiểu nó là nó phản ứng hơi thái quá. Giống như lúc nãy em nói là Bigo là một dòng nhát hơn so với Serasomus, cho nên là mình cũng phải nuôi những cái dòng này mình cũng phải cẩn thận. Nhiều người hỏi để phải họ một khi cái này không liên quan gì tới cá chim, tại hai con là khác nhau. Đó, cho nên là cái hình dáng bên ngoài giống. Dạ, hình thù giống. Hình thù giống chim rồi. Đen ngoài biển á. Dạ đúng rồi, nó giống. Dạ, em kêu là nhiều giống cá chim này nhiều mà. Rồi xong rồi cỡ khoảng mười mấy người hỏi giá có giá trị. Khoan, trước khi mà nói tới giá trị thì em cũng chia sẻ cái con cuối cùng trên bảng xếp hạng của Beagle-Centrus luôn ha. Thì con cuối cùng là con Tennessee. Thì cũng là nghĩa là con này được bắt ở dòng sông Tennessee. Đó là một cái dòng sông mà ở khu vực Nam Mỹ luôn, cũng khá là nổi tiếng, có một số dòng cá săn mồi cũng rất là độc đáo ở đó. Thì con Tennessee này á, thì độ hiếm là nếu như mà anh em chơi những cái dòng Beagle-Centrus thì rất là biết về cái độ hiếm của nó, nghĩa là không phải muốn là có. Nghĩa là nhiều khi đi rất là lâu và kiếm rất hay thời gian rất là dài mới có thể sở hữu được một con. Thực ra Tennessee thì nó cũng không có đặc sắc, nó cũng không có màu mè, nó chỉ có một màu đen tuyền thôi. Mà cái độ hiếm của nó chính là cái thứ mà để mọi người chinh phục. Khao khát đúng không? Dạ đúng rồi. Và tất nhiên là size nhỏ của dòng đó sẽ không có nha. Tại vì thực ra size nhỏ thì khó kiếm.
khó kiếm, tại vì thường chỉ là có size cá lớn là thôi. Lớn là khó kiếm và nhỏ là khó hơn, đúng không? Okay. Thì bây giờ như bé này em đón bé về là tốn bao nhiêu ngân lượng? Hay là mình nói từ thấp lên cao luôn nha, nói bốn dòng luôn. Thì đối với lại Red Belly thì size cá nhỏ thì có thể lúc trước em có thấy một số người bán là 50.000 một con luôn. Ôi ghẻ chứ. Dạ. 50.000 một con size cỡ 89, 6 hay 56 gì đó em cũng không nhớ lắm, nhưng mà size cá rất là nhỏ, hay 50.000 một con. Thì dòng đó thì các bạn có thể nuôi bầy đàn được và khá là dễ chăm, cũng không cần phải cầu kỳ. Con thứ hai là con Cariba. Cariba thì hiện nay bán cỡ 2.5 triệu, 3 triệu đến 3.5 triệu. Thì là tầm đó là cỡ size 27-28 rồi, cũng khá là to. Biraya thì bé này là em lấy về là cỡ nếu như nó, cái này tùy nha, nếu như mà màu không được tốt thì giá có thể hạ xuống. Tuy nhiên thì cái giá của Biraya nó lại không quy định vào màu sắc, nó lại quy định vào thứ nhất là cái thời điểm đó khó bắt hay là dễ bắt, cái thứ hai nữa là cái độ hiếm của cái dòng đó trên cái bảng xếp hạng, bảng xếp hạng là nó như thế nào. Thì cái con này của em là lúc lấy về là 9.5 triệu. Ồ dạ, 9.5 triệu, 9.5 triệu nha anh em. Đây, và càng to hơn, càng to hơn dù không đẹp, càng to hơn vẫn mắc hơn nha, chứ không làm giảm giá trị. Có nghĩa là cái màu của nó lại không có quyết định cái giá trị của nó. Dạ đúng rồi. Giống như nãy giờ chúng ta khen con này cái màu nó tươi, nó đẹp quá rồi này nọ, nhưng mà nó thật ra nó không có giá trị về mặt định giá. Dạ đúng rồi. Cái này nó định giá dựa trên cái size. Dạ, trên cái size và cái độ hiếm trên bảng xếp hạng thôi. Không, ví dụ mình nói riêng cái dòng này nè, chứ mình không có nói trên bảng xếp hạng nữa, mình nói riêng cái dòng này thì mắc hơn là size lớn hơn thì mắc hơn. Như bé này là size cũng khoảng 20 mấy, gần 30 cm nha bạn. Đó thì là 9.5 triệu nha anh em. 9.5 triệu. Thì gọi là mình với Quốc chỉ là thông tin cho anh em để mà anh em có cái khái niệm về cái giá trị để anh em cảm nhận thôi ha. Chứ không có bán buôn gì đây hết, này là đồ chơi nha. Ok em. Anh thấy cái bề dày nó khá dày ha, nó thuộc dạng cá đô con á. Dạ đúng rồi. Tụi Beagle Centrus á, khi mà size to anh sẽ thấy cái trên cái phần trước á, trên cái trán của nó sẽ hiện ra hai cái cục u. Hai cục u anh nhìn rất là đô. Con của em thì tại vì em đang cố không cho nó lên u, tại vì một số người chia sẻ khi mà lên u quá sớm á, nó sẽ bị chẩn lại. Nó sẽ bị chẩn, nó giống như là nãy em nói á, nếu như mà anh cứ để bình thường nó sẽ vẫn phát triển. Tuy nhiên mà khi mà con Beagle của anh nó đã có dấu hiệu lên gù, lên u rồi là nó sẽ bắt đầu chẩn lại, tại vì nó mình gọi nó là con người mình gọi là vậy thì sớm á. Là nó sẽ bước vào giai đoạn bắt đầu trưởng thành, nó bắt đầu những cái chức năng phát triển nó chậm lại từ từ. Hiểu. Hay quá. Đó, giải thích cặn kẽ vấn đề luôn. Có nghĩa là u, nó lên u là một cái dấu hiệu của trưởng thành. Dạ đúng rồi. À, một chữ dấu hiệu trưởng thành mà nếu mà trưởng thành rồi thì cái sức phát triển nó sẽ chậm lại. Ok. Nhưng mà anh thấy nó dày thật. Nó đô con nó dày. Dạ đúng rồi. Mặt nó bậm trợn ha. Cái mặt gãy xuống nè, mỏ đường ra. Dạ. Ngầu. Còn một cái điều mà có thể là các bạn sẽ chưa biết, các bạn cứ nghĩ là con Biraya lúc nhỏ nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ màu trắng hoặc là màu vàng. Tuy nhiên Biraya lúc nhỏ nó sẽ có màu đỏ nha, màu đỏ cam nha. Này hả? Dạ đúng rồi. À, nó màu cam cam chứ không phải màu vàng. Hay không các bạn? Bé này bây giờ gọi là yellow belly, tức là các bạn thấy bụng vàng và cái vây đuôi nó vàng ha. Nhưng mà lúc nhỏ nó màu đỏ nha anh em. Hay ha. Màu cam cam. Cam đỏ. Dạ. Giống như Igu cũng vậy thôi, Igu như bạn đó, em mua con Red mà sao ship cho em con Rin. Dạ. Con Red nó mới đậu đẻ ra Rin nha bạn, chứ không phải mới đẻ ra ăn cục đỏ lại đâu. Dạ. Lớn lột da từ mới lên đỏ ha. Đúng rồi, nó giống con Red Igu vậy. Đó. Và anh thấy tụi này nó có nghĩa là cái khả năng nó đứng một chỗ cũng hay ha. Nó cũng thì dạ em nhìn rồi. Em nhìn coi đuôi đâu nó đâu có hoạt động đâu. Dạ, nó cứ đứng rồi. Yên vậy luôn. Tụi Piranha này nó có một cái rất là hay. Hôm bữa em có qua bên anh Long quay review á, thì em có chứng kiến một cái hình ảnh rất là đặc biệt mà em nghĩ là từ đó đến giờ các bạn chơi bi hay là cả những anh không, em không biết những cái anh mà có những cái hồ lớn có nhiều con trong một hồ á thì có thấy không, nhưng mà ở bên anh Long á, thì em có thấy một cái rất là hay, đó là nguyên một bầy bi, nguyên một bầy Beagle Centrus, như là có một con Piranha con này size lớn rồi Cariba và Red Belly, tụi nó bơi một chút xong rồi tự nhiên tụi nó đứng yên luôn. Như một bức tranh, anh cứ tưởng tượng nguyên một cái hồ anh mà anh đứng trước mặt nó sẽ như một cái bức tranh vậy. Không con nào di chuyển tất luôn. Cả đều tĩnh hết. Dạ đúng rồi, nó tĩnh hết, không con nào dám di chuyển luôn. Nghĩa là
là giống như là nó đứng hình vậy, chứ không phải là nó kiểu trôi nổi gì đâu. Nó đứng lại luôn. Nó hoàn nghĩa là con nào ở vị trí nào là ở nguyên vị trí đó, không có đi đâu hết. Rất là hay luôn, nghe là em không biết. Đúng rồi, em có đứng hình theo nó không? Đâu, em phải đứng hình theo nó chứ. Em đang đứng hình theo luôn. Nghĩa là từ đó đến giờ luôn là em chơi những cái dòng cá là em thấy duy nhất cái dòng bi này là cái dòng có khả năng gọi là đứng yên là được. Đứng yên. Nãy giờ anh thấy con kia cũng vậy, nó đứng mà hầu như là đuôi quẩy. Thường thường ví dụ mình đứng mình cũng phải quạt nhẹ nhẹ nó mới giữ yên vị trí đó. Này nó đứng yên luôn. Công nhận đứng rình. Nè góc độ thẳng mặt này, nhìn cái mặt nó rất là dày các bạn ha. Cái nó là dày đó. Mọi người có thể thấy hai cái lằn. Cái lằn thì nó có nguy cơ cái này cũng em. À đây cái lằn ngay đó đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi. Sắp rồi. Có nguy cơ. Sắp nu qua hai cục hai bên đây. Dạ. Em không biết này, nếu như mà anh Long có coi, anh Long chắc giùm em chứ sợ quá anh Long ơi. Nhưng mà chắc nó ok mà, nó sẽ lớn mà, cái đuôi nó cũng đẹp các bạn, đuôi dạ, nó đen. Cái đuôi nó cái đường viền ngoài nó đậm, nó lợt vô trong từ từ. Dạ. Đuôi giống đuôi cá mập quá. Dạ. Đuôi này giống đuôi cá mập. Anh em quay kỹ rồi, giống đuôi cá mập luôn nè. Rất là giống đuôi cá mập luôn. Bình thường em cũng cho bé nó ăn tôm ăn đồ hả? Ăn chạch luôn anh, ăn cá chạch luôn. Nhưng mà chạch thì sẽ khác hơn so với bé nhỏ bên kia. Bé nhỏ bên kia thì em phải cắt nhỏ ra. Nghĩa là một con cá chạch dài thì em phải cắt nhỏ. Còn con này là em chỉ cần bỏ đầu thôi, còn lại cho ăn hết. Tụi piranha này là nó ăn cả xương luôn nha. Nó không có bỏ bất cứ một cái gì hết. Và một số bạn thì khi chơi á thì sẽ lo ngại về vấn đề gọi là đi phân của cá, tại vì các bạn nghĩ là những cái giòn con cá lớn thì sẽ ị ra một cái cục phân rất là lớn, nhưng mà không phải. Cái con cá chạch thì các bạn biết là nó có tới hai, nghĩa là nó bằng hai cái ngón tay, nhưng mà khi mà ị ra cục phân chắc 1/10 của ngón út, rất là nhỏ. Nên nó tiêu hóa gần như hết luôn, toàn bộ luôn, cả xương luôn, không còn cái gì hết. Thì giữa cái bây giờ làm ở đây, tại vì ở đây hiện giờ em đang có hai dòng piranha, thì em có thể làm một bước so sánh nhỏ giữa hai dòng này có những điểm khác nhau như thế nào không? Tất nhiên là ngoài cái màu sắc rồi. Dạ đúng rồi, màu sắc. Nói về tính cách á, hành vi đồ này nọ là cái gì đó em cảm nhận. Thì tất nhiên là hai dòng thì nó sẽ khác nhau về cái cách gọi là sinh sống rồi. Tất nhiên là Beagle thì Beagle Centaurus thì nó sẽ chơi bầy đàn được, nó sẽ sống theo kiểu là cộng đồng. Còn Serra Somers sẽ không thể nuôi cộng đồng được. Đại loại trừ một số dòng thì mình không nói tới. Một cái nữa là về cái độ đô con, cái độ bị dày của cơ thể thì tất nhiên là Beagle sẽ nhỉnh hơn. Con cái này đúng không? Dạ, con kia thấy nó dẹp hơn. Nó dẹp hơn. Cái hình thể nó dẹp hơn các bạn, còn con này nó bự ra. Nhưng mà cũng phải nói lại đó là Serra Somers khi mà lớn nó cũng dày cơm nha anh, chứ không phải nó mỏng dánh đâu, nó vẫn dày hơn, nó vẫn dày. Dày nhưng mà không bằng như này thôi. Không bằng đâu. Anh nhìn nó sẽ không có độ đô mà nó vẫn dày. Nếu như mà tiếp theo là về giá thành thì Beagle là một cái dòng dành cho newbie, còn Serra Somers thì có một số dòng có thể nhưng mà có đa phần là sẽ không dành cho newbie, bởi vì Serra Somers là dành cho những người thứ nhất là có kinh phí, thứ hai là muốn chơi sưu tầm, và cái thứ ba là chơi theo kiểu nghiên cứu. Là cái này hả? Dạ. Không, biết Serra Somers chứ này hả? Dạ. Còn Bigo là có thể là dành cho newbie, trừ cái con Tenacity thì thực sự quá khó kiếm thì mình sẽ không liệt vô. Còn ví dụ như từ Piraya cho xuống thì là ok. Hello mấy trăm anh em đang xem clip nha, anh em có câu hỏi gì cần trao đổi thì chúng ta có thể comment nha. Ship ra Bắc hả? Chắc ship được chứ. Nhưng mà đó là chỗ bên shop Long Vũ Fish Store ha, còn anh em mình có. Ok, thì nói về cái vấn đề vận chuyển mấy cái dòng piranha này thì có gì đặc biệt so với những dòng kia hay không, thì như các bạn đã biết thì những cái dòng cá khác các bạn chỉ cần bỏ bịch, bơm oxy, đóng lại rồi bỏ thùng đi. Tuy nhiên piranha thì không thể nào bỏ bịch được. Nó cắn lủng bịch luôn. Dạ đúng rồi, cắn lủng bịch luôn. Ồ. Thì cái cách mà theo như em tìm hiểu cũng như là được nhiều người chia sẻ lại thì cái cách mà ở bên bên Nam Mỹ á, bên những cái trại bên đó, những cái gọi là gì ta, người môi giới á, thì người ta ship cá về đây á, người ta sẽ dealer đúng không, giống như dealer rồi đó, thì người ta sẽ đóng trong hai lớp thùng. Một cái thùng bên trong là một thùng nhựa và bên ngoài là một cái thùng xốp, và họ ship về đây. Là con cá nó sẽ nằm ngang chứ nó không có nằm dọc. Thì chắc ship xa là ship được, ship xa là ship được á em ơi.
ship sao. Nhưng mà em liên hệ với lại em cứ bấm là Long Vũ Fit Store. Không giấu nha, không giấu. Nếu như mà có giấu thì sẽ không ra. Nói cái gì mà cứ đứng im vậy. Đúng rồi. Đó là tập tính của tụi này mọi người. Nghĩa là giống như là nó khi mà nó cảm thấy nó đang không an toàn, nó không happy, nó sẽ cố gắng nó không di chuyển. Nó bất động luôn, giống như là nó giả chết. Cá nhiều con này nó rất là lanh, nó bơi suốt ngày, bơi suốt cứ bơi tới bơi lui. Nhưng mà tụi này đặc biệt cái là nó hay đứng yên các bạn. Nhưng mà nó đứng yên về một biểu hiện nó chưa có, nó không có, nó hơi lo lắng á. Tại hôm nay nó gặp người lạ quá. Dạ, đúng rồi. Đen mà còn xấu. Ngồi trước mặt nó cũng hơi giận chứ bộ. Không. Nhưng mà đỡ hơn là tại vì mình hẹn anh Nam là mình đã dán được cái hồ rồi. Chứ nếu như mà trước đây á là cái hồ này anh nhớ là hồi đó là con Hồng Vĩ á là không có dán. Thì lúc mà nó mới về á là nó tông rất là nhiều, mà nó tông gần như là cái môi dưới của nó gần như sắp tét luôn á. Và nó bị rách một cái đường ở phía trên đó mà không biết nó đó. Bị lành rồi. Nó có một cái trắng trắng hơi trắng trắng á, như phấn á. Đó thì nó tông rất là nhiều lần luôn mà nó bị stress. Thì em đã dán lại phía sau, thì em dán cái này là dành cho nhà vệ sinh đó. Cái kính nhà vệ sinh, cái này là để canh cát mờ. Và hai bên là em dán để canh đen. Để nó khỏi thấy bóng người luôn. Giờ là đỡ rồi đó. Mọi người hỏi là cá Franti là hiếm hơn. Ok, sẵn tiện đây mình cũng sẽ giải thích với mọi người luôn. Thì thực ra Franti á, cái một cái kỷ niệm của mình đó là trước đây mình nghe là cái con Manuali á, thì lúc nãy mình cũng có chia sẻ với mọi người ở clip trước á, thì con đó là một dòng gọi là King of Piranha. Tuy nhiên thì khi mà mình ghi ở bên nước ngoài á, thì một số keeper nước ngoài họ cười, họ nói là tại sao bạn lại chứng tỏ rằng Manuali là một dòng gọi là vua. Thì tôi nói, thì em mới nói là tại vì ở Việt Nam mình họ gọi đó là vua. Cái xong họ mới nói là không phải, ở bên đây á thì người ta chơi những một số gọi là collector á, họ sẽ cho một cái dòng khác, không phải con Manuli là vua, đó là con Branti. Thì con Branti này á, so về mọi phương diện luôn, độ hiếm, giá thành, rồi khả năng đánh bắt cũng như là cái ngoại hình đều vượt trội hơn toàn bộ những dòng Piranha khác. Tại vì sao? Tại vì như anh Nam thấy là cái con Piranha này á, cái màu vàng của nó là như vậy đúng không? Thì anh Nam nói nó là vàng 4 số 9 nhưng mà em cũng không nghĩ là nó cũng không đúng lắm. Cái con Branti đó anh cứ tưởng tượng giống như anh đang cầm một cục vàng. Vậy cái màu nó đúng là màu vàng của vàng 4 số 9 luôn. Chứ không phải là cái màu vàng như cái vàng chanh như thế này. Vàng này có pha đen đen vô à? Đúng rồi, nó hơi chanh chanh, vàng hơi chanh. Con Branti đó thì các nhà sưu tầm gần như không tìm thấy, chứ đừng nói tới là mình có thể là bán công khai. Cho nên là nó cái độ hiếm của nó gần như là không thể bàn cãi được. Và cái thứ hai nữa là cái giá thành của nó gần như là chắc khoảng chục, vài chục, vài gì, có thể cả trăm. Nhưng mà nó vẫn hiếm, nhiều khi cầm cả trăm nhưng mà cũng không mua được. Không mua được, đúng rồi. Tại vì nhiều khi là nghĩa là như thế này, các bạn cứ nghĩ đơn giản Piranha là một con cá đồng đi, các bạn đừng nghĩ nó là một con cá cảnh gì đó nó quá là đỉnh cao. Thì thực ra đối với người dân Amazon, cá Piranha là một con cá thương phẩm, người ta nướng, người ta ăn, người ta chiên, người ta làm mọi thứ cá đồng cũng vậy luôn. Dạ đúng rồi, ngay cả những con ngân lông mà các bạn thấy trên clip mà người ta đập cái đầu nó là mình rất là tiếc. Thì thực ra mình nhập một con rất là mắc tiền chứ không hề rẻ, nhưng mà đối với họ đó chỉ là cá sông thôi. Cho nên những cái con ngay cả con Piranha này các bạn mà đưa cho người ta cũng lấy người ta ăn, chứ người ta không thấy nó đẹp hay là gì hết. Thì đối với con Branti cũng vậy, người ta chỉ ăn thôi, và không phải lúc nào người ta cũng ăn được con đó. Người ta bắt được mới bắt ăn được, mới ăn được. Chứ đừng nói tới là ăn nữa. Nghĩa là người ta không thể nào bắt được, mà có bắt được á người ta cũng thấy rẹp, người ta thả đi à. Thì cũng có thể là như vậy. Và tại sao người ta lại nghĩ đến chuyện là người ta xuất đi, là bởi vì người ta ăn hoài là người ta cũng ngán, chứ người ta cũng đâu giống như Việt Nam mình ăn một dòng một cái con cá gì đó thì mình cũng muốn xem cái con cá đó trên thị trường nước ngoài người ta có thích hay không. Thì mình cứ thử xuất đi thử xem. Thì đối với một số nước trên thế giới thì đối với thì cái dòng Piranha này nó là một cái dòng cá nó thể hiện được cái độ chơi bét của người ta, cho nên là bắt đầu từ đó là người ta bắt đầu có những cái hoạt động xuất khẩu cá, chứ thực ra Piranha nó không phải là một dòng cá cảnh. Nghĩa là thấy cái nhu cầu của thị trường, dạ, ấn rồi. Tượng qua những cái bộ phim đồ này nọ, dạ, cho nên là mọi người có nhu cầu hỏi nhiều về cái đó, dạ. Cho nên là người ta mới hình thành một cái hướng kinh doanh như vậy, dạ. Đúng không? Thì sau cái cuộc nói chuyện với lại những người bạn nước ngoài đó thì em bắt đầu đổi vai vua, đúng không? Coi như dạ, là đổi vua rồi. Bắt đầu em mới suy nghĩ rằng là tại sao họ lại nói nó là vua.
và tại sao nó lại hiếm thì hôm bữa em có qua review anh Long thì anh Long cũng có chia sẻ là cái đó là em đang suy nghĩ sai. Thì đúng là em suy nghĩ sai, thì tại vì thực ra cái con Manuli á thực ra nó không hiếm, nghĩa là anh Long Vũ vẫn về bình thường, vẫn về hàng xe nhỏ bình thường, con nào cũng sẽ lên màu đỏ hết, lên màu bình thường hết. Cái để mà nó quyết định là một số những cái phẩm chất gì đó, mà cái này các bạn nên hỏi Long, cái này mình không rành lắm. Ok. Còn đối với con Branty á là nó siêu 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 hiếm, lẽ anh cứ nhân 10 cái chữ siêu lên là nó sẽ ra con Branty. Nghĩa là có tiền không, chưa chắc có nha, chứ đừng không có luôn, chứ đừng nói là chưa chắc có, không okay, có. Nghĩa okay. Là anh ở Việt Nam mình thì chỉ có vài người có thôi, gần như là thiểu số lắm, đếm như đầu ngón tay à. Có Đại Chánh Quỳnh. À Đại Chánh Quỳnh hả? Ồ. Nào chúc mừng. Xuống em quay Branty U25. Ok Đại ơi. Ok bữa nào xuống Đại được á. Yeah, tuyệt vời. Ok. Thì em cũng quay được con Branty bên anh Long rồi. À. Dạ. Và con TNSG luôn, cũng khá là may mắn lần đó là của một anh gửi nhờ anh Long. Đó, cho nên là cũng có cơ hội là quay review cái đó. Nếu như mà các bạn coi của ai cũng được, coi nam cũng được, coi mình cũng được. Đâu để bữa nào anh xuống anh coi thực tế là chưa thấy. Dạ. Ok. Thì cái của em thì em review anh Long, anh Long cũng có chia sẻ kỹ hơn về cái màu vàng của nó. Nghĩa là anh nói cái màu vàng của nó khác với một số màu vàng trên người những con bi khác. Cái đó nếu như các bạn có nhã hứng có thể lên khi nào up clip thì sẽ báo mọi người. À chưa up hả? Dạ chưa. Chưa up, up cho nào up báo anh coi với coi. Dạ ok. Ok anh. Mọi người. Kênh của Quốc là Best Việt Nam Reviewer nha. Best Reviewer Việt Nam. Best Reviewer Việt Nam. Best Reviewer Việt Nam. Ok, anh em cứ sạch ra nhớ bấm subscribe. Rất là nhiều cái clip hay về kiến thức, về các dòng best rất là hay luôn. Dạ. Like đây anh em ơi. Bao nhiêu like rồi ta? Nãy lên một phát 7.000 thôi. Trời ơi, thiệt tình luôn. Thì lúc nãy mình có nói về là bi nó sẽ không cần phải quá nhiều. Lại. Quá nhiều về cái chăm sóc. Nó sẽ chăm, nghĩa là tất cả cái dòng bi này chăm sóc như nhau hết. Không phải là cứ dòng mắc tiền là phải chăm sóc khác, mà dòng rẻ lại chăm sóc khác. Tuy nhiên thì cái con này của mình lên được ưu ái nhất cái nhà. Thì là ở nhà bự nhất. Dạ đúng rồi, ở nhà bự nhất là một chuyện, mà cái thứ hai nữa là cái nó được lắp một cái chiêu lơ. Đó là cái chiêu lơ bên kia. Đây. Là nhiệt độ hiện tại trong hồ đang là 27 độ. À. 27 độ là giữ nguyên 27 độ luôn. Không có thay đổi. Nghĩa là em vẫn có thể hạ xuống, nghĩa là nhiệt độ lý tưởng của Piranha là từ 24 đến 30. Nghĩa là em có thể hạ tới 25 nhưng mà thôi, đừng hạ. Nghĩa là nó đang quen ở nhiệt độ bình thường của Việt Nam. Nhưng mà em nên thuần cho nó càng gần với Việt Nam mình càng tốt. Dạ đúng rồi. Và mình có thể thuần mà không xài siêu lơ luôn được. Dạ được anh. Không vấn đề gì, tại vì em mới cho nó tập chiêu lơ gần đây thôi, chứ cũng trước đấy cũng nuôi bình thường. Thì nếu mình nuôi chiêu lơ thì nó có tác dụng gì hơn không? Ví dụ mình nuôi nhiệt độ nó thấp hơn thì nó có thì nó thoải mái hơn anh. Nó thoải mái hơn, nghĩa là nó đang gần với lại cái môi trường tự nhiên của nó. Cái nhiệt độ nó như vậy thì nó sẽ từ từ nó. Còn không có thì nó từ từ nó cũng thích nghi ha. Đúng rồi, nó cứ vậy thôi. Tại vì độ thích nghi của những dòng cá hoang dã nó sẽ khá là cao. Chứ nó không phải là như một số người kêu là cá hoang dã mà đem về hồ. Cái đó thì một số loại nó sẽ đúng. Nhưng mà đối với những dòng cá săn mồi nó, cái độ trâu của nó đã quá khủng khiếp rồi. Anh đang tính hỏi vô đó, vô cá từ ngoài đem vô dòng cá này nè, đem về nhà là nó có trải qua một cái giai đoạn gọi là stress từ thích nghi rồi không? Có dòng này nè. Dòng này thì cái này thì em cũng không có nắm rõ lắm, tại vì cái này là của những anh mà họ nhập về. Tuy nhiên thì anh Long cũng có một số cái clip anh bóc thì em thấy là anh cứ thuần nước trước thôi. Thuần nước xong rồi mình cứ thả vô, mình dưỡng cỡ 1-2 tuần là có thể xuất. Thì nói chung là bi thì đó giờ không ai chơi, mà em thấy là gọi là kêu là cá hoang dã mà dễ chết. Nhưng mà có một kỷ niệm là đợt mà em để đi mất con. Để đi hả? Sao đi? Cháu biết sao được, khi nó bị stress xong bỏ ăn cả tháng á. Là nếu như mà anh em có lên xem Facebook của mình á thì sẽ biết là cái đợt đó là cũng khá là buồn. Bay luôn một chiều rồi. Trời, gớm nước mắt hả? Gớm nước mắt luôn. Coi như nó rất là trâu, rất là ít bệnh luôn đúng không? Dạ. Gần như không có luôn, hiếm lắm. Ok anh em, mấy trăm anh em đang xem rồi ta. Hello. 150 người. Người hỏi con này ăn cái gì? Ăn thì thực ra là mình có thể cho ăn giống như cái bé xe ra xa mới nãy á. Mồi sống á anh em. Ăn cá chạch ha, cá chạch đông lạnh. Các bạn đừng cho ăn đồ sống nha, mình không khuyến khích ăn đồ sống. Thế là ăn đông lạnh á. Dạ đúng rồi, ăn đông lạnh. Với lại kiểu như em thích cái cảm giác cho ăn hơn. Tự tay mình cầm đút vô là mình thả vô rồi. Dạ, mình thả vô tự dứt. Tại vì thứ nhất là cái hồ của em cái bề rộng nó lại không quá rộng.
Và cái thứ hai đó là không có kiềng, dẫn đến việc là nếu như mà nó tự xăng á, là nó sẽ tông lên cái tấm kính trên đây. Một là nó sẽ bị chấn thương, hai là cái kính này nếu như mà tông riết á sẽ bể. Dù cái kính này nó dày nha, nhưng mà nó vẫn có thể bể. Từ từ cái tức cái bể đúng không? Dạ đúng rồi. Anh em có thể cho, nói chung là nó ăn tôm, tép, cá rồi, nhưng mà hàng đông lạnh. Hàng đông lạnh. Ở bên nước ngoài thì em thấy có một số người là cho ăn cả giun. Giun mà dạng giun giun to á, mấy con to to á. Giun đũa bự bự vậy ha. Dạ. Cũng được, nó luôn cái đó cũng được. Ok, còn câu hỏi nào nữa anh em? Anh em có gì thắc mắc cần giao lưu trao đổi không? Nước ngọt là nước ngọt hết nha. Này của nguồn gốc từ Amazon nha anh em. Dạ. Từ Amazon. Hiện tại là tất cả những dòng bi mà mọi người đang sở hữu thì đều là của Amazon hết. Có một số dòng thì của một số những cái khu vực khác, nhưng mà nói chung cái thiểu số lắm chứ không có nhiều. Đa số thì cứ nhắc tới sông Amazon thì mọi người sẽ để ý tới hai cái dòng. Một là con Piranha, hai là con cá chim điện. Đó thì là hai cái con mà gọi là nổi bật nhất, cứ nhắc tới Amazon là hai con đó thôi. Còn con cá cọp? Cá cọp. Cá cọp. Con cá sọc á. Sọc. Con nào ta? Cá hổ á. Cá hổ. À hổ thì là của bên cái đó thì cũng em cũng không rành lắm, tại vì hổ thì có hổ Congo. Hổ Congo thì tất nhiên là của bên châu Phi rồi. Thì còn hổ Vita Tết nữa. Ok Đại, bữa nào anh xuống nha, bữa nào xuống Đại, muốn xuống Đại chơi lâu lắm rồi. Ok. Nếu Đại chơi lâu mà chưa có dịp, bữa nào anh đi xuống. Đại là đem cá qua nước ngoài để giải tà le luôn á. Mấy con guppy, như Đại nuôi guppy. Dạ, cũng hay. Giải quốc tế luôn á, nhiều. Dạ. Cấp tùm lum. Nhưng mà nếu như coi phải Brandy thiệt không nha anh, chứ qua là Makula Tết hơi mệt. Thì hai con đó cũng tại Makula Tết gọi là Brandy Fact. Hôm nay cũng là dân chuyên mà, dân đỉnh mà, chứ không phải là đâu phải là newbie đâu. Dạ. Hàng cũng hàng dữ á, hàng hiệu á Đại ha. Cũng Macau rồi Igu tại Le Ve thứ dữ. Anh em còn câu hỏi nào nữa không ta? Hỏi vòng vòng anh có lóc bông thái, anh có cái rồng, cái nuôi củ sừng. Củ sừng hồi đó là cái gì đó Quốc có nuôi, qua đây mình đã quay rồi củ sừng rồi, cũng được triệu view nha anh em, cái clip đó anh em có thể coi lại. Còn lóc hả? Lóc hiện lát có. Gì nữa? Rồng hả? Cá rồng thì không có nuôi cá rồng, nhưng mà cá rồng anh em có thể coi clip bên nhà chỗ anh Long đồ này nọ, chỗ bên anh Hoàng Mạnh Long. Hoàng Mạnh Long. Rồi Nam Nhật Nam Arowana. Quay xong đi nhậu hả? Bây giờ 6 giờ mấy anh em, các bạn biết anh em mình làm việc ở đây là làm việc từ 11 giờ rưỡi trưa tới bây giờ, như quay ăn uống tại chỗ tranh thủ luôn, cũng rất là phê luôn ha. Cho nên là anh em like, share đồ để ủng hộ tụi mình nha. Ok, ok các bạn, chúng ta vừa cùng được Quốc cho giới thiệu về cái dòng, một cái dòng Piranha. Cũng là tương đối là dành cho newbie ha. Nói chung là cũng dành cho newbie á. Thì đây là dòng yellow belly. Có nghĩa là cái bụng và cái vây đuôi sau nó màu vàng. Cũng rất là đẹp. Các bạn thấy nó rất là đồ, nhìn cái góc này rất là đồ. Mập, nhìn nó gấu, nhìn nó có lực. Và cái đuôi rất là giống cá mập nha anh em. Cái đuôi rất là giống cá mập nha. Giờ làm sao cho nó quay cái đuôi ra cho anh em coi nè. Đó. Và cái tụi này nó là vậy. Thì các bạn thấy cái hành vi này là nó đang hoảng, nó không có tự tin lắm, đang không happy, không có happy lắm, nó hơi căng thẳng chút xíu, tại vì hôm nay nó gặp nhiều người lạ quá. Dạ. Ok mọi người, thì chúng ta vừa được biết rất là hay về cái dòng cá này, thì những anh em mà đam mê cái dòng cá săn mồi thì cũng rất là yêu thích luôn đó, bởi vì cái tập tính và cái nét hoang dã của nó. Ok mọi người, hy vọng là những cái giây phút vừa rồi anh em mình chia sẻ có thể giúp cho mọi người biết thêm một cái dòng cá. Thì như mọi người chia sẻ, cái dòng cá này ban đầu nó không phải là dòng cá cảnh, nhưng mà cái nhu cầu thị trường của mọi người muốn tìm hiểu về nó, bởi vì ấn tượng của nó qua những cái bộ phim mà các nhà làm phim đã làm về nó là huyền thoại Piranha. Mọi người cứ ấn tượng và muốn tìm hiểu nó, muốn chinh phục nó, muốn hiểu thêm về nó, và muốn hiểu thêm về Amazon, bởi vì nó là một bộ phận, nó coi như là một thành viên của Amazon. Rất là hay luôn. Ok mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ. Bye bye. Hãy đón chờ tiếp theo những cái clip của anh em tụi mình nha. Vẫn còn ở đây làm việc đây. Ngày mai sẽ tiếp tục. Bye bye.